Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nữ mạng, năm 2022, làm thế nào để giàu có, may mắn và bình an? Hãy lắng nghe hết video này nhé! Vâng, chào mừng quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông như ý quý vị nhé! Thưa quý vị và các bạn, để biết trước những gì sẽ đến trong năm mới thì quý vị và các bạn cần phải xem tử vi. Và đặc biệt là trong video ngày hôm nay thì tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần chắc chắn phải xem. Như quý vị đã biết thì tử vi là môn khoa học đầy đủ chính xác và cặn kẽ về mệnh lý của con người. Và khi xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn nữ mạng sinh năm 1988 trong năm 2022, quý vị sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các phương diện tiền tài, gia đạo, tình duyên và công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe. Qua đó thì sẽ giúp cho quý vị có được những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Và trong phần luận giải về tử vi của tuổi Mậu Thìn nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận hạn cũng như là những phương pháp hóa giải để cho quý vị có được những bước đi đúng đắn nhất trong tương lai. Và từ đó nắm được thiên cơ mà hành sự sẽ được thuận lợi hơn. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi bài luận giải chi tiết ngay sau đây của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 nữ mạng, tiền vào nhỏ giọt. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 nữ mạng. Sự nghiệp của nữ Mậu Thìn trong năm dần tương đối suôn sẻ với sự trợ giúp của thiên đức cát tinh. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 nữ mạng như thế nào? Năm nay bạn tròn 34 tuổi, tổng thể tài lộc không được khả quan cho lắm. Tuy nhiên tuổi này không dính hạn thái tuế của năm, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của các hung tinh. Hầu hết vận may của bạn đều giảm sút, khó có mặt lạc quan. Đặc biệt trong quan hệ xã hội, sức khỏe, bạn bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hung tinh Giác Tú và Thiên Khốc, Địa Tang. Vì vậy, Mậu Thìn nên chú ý nhiều hơn đến bản thân trong năm dần. Tuy nhiên, năm 2022, bạn sẽ có vận trình tương đối suôn sẻ, sự nghiệp sẽ vững vàng hơn với sự trợ giúp của sao Thiên Đức. Nếu năm 2022, nữ Mậu Thìn có vận may kém hơn, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các mặt khác và lấy cái này bù đắp cái kia. Vận mệnh của những người sinh năm 1988 không mấy lạc quan trong năm 2022. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh Giác Tú, người này sẽ tự mang về cho mình vô số rắc rối. Trong số đó, các vụ kiện tụng hay tranh chấp lao động là nghiêm trọng nhất. Năm nay nữ mệnh nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa to ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống. Bạn nên biết tiết chế hết mức có thể, đừng lúc nào cũng đòi tranh chấp mâu thuẫn với người khác, nếu không dễ bị kẻ gian làm cho to chuyện và tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Mậu Thìn cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn của năm. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Năm 2022, thái tuế tinh quân là hạ ngạc đại tướng quân cai quản. Vậy nên các gia chủ cần phải mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, tỏ lòng thành kính, nhờ đó mà che chở độ mạng. Sự nghiệp đánh giá năm sao. Sự nghiệp của nữ Mậu Thìn trong năm dần tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của thiên đức cát tinh, những người tuổi rồng sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn trong năm nay, có khả năng thăng tiến và phát triển. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên khốc, bạn tỏ ra tương đối thờ ơ, không biết nắm bắt kịp thời những quý nhân xuất hiện bên cạnh, nên luôn để cho cơ hội trôi đi một cách vô ích. Nữ Mậu Thìn nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực, dự án liên quan đến hành thủy hay hành kim như thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại. Vì vậy, người tuổi Thìn nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp, làm việc chăm chỉ hơn, phấn đấu để sớm gặt hái được thành công. Năm 2022, bạn sẽ thành công trong sự nghiệp và trở nên nổi tiếng, trở nên thịnh vượng hơn nếu như chịu khó làm ăn và chăm làm việc tích đức. Tài lộc đánh giá 4 sao. Tài lộc của nữ Mậu Thìn ở mức trung bình. Trong năm dần,
Tuy tuổi này gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi vận số thì không có điểm báo nào ảnh hưởng đến tài lộc của bạn. Tuy nhiên, do bị các sao xấu can thiệp quá nhiều nên tuổi này không có ham muốn kiếm tiền, bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì tiền nên nản chí. Tuy nhiên, bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà tăng thêm thu nhập. Vận tài lộc của bạn trong năm nay về cơ bản sẽ không có nhiều tiến triển và số tiền kiếm được chỉ có thể coi là tiến triển ổn định mà thôi. Chiếu theo tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng thì năm tới cũng là năm mà nhiều bạn nữ Mậu Thìn bị hao tài tốn của, dù có kiếm được tiền nhưng mà khó tích lũy, dễ phải chi tiêu vì những lý do bất khả kháng. Năm 2022, công việc không được thuận lợi như mong muốn, cùng với sự chi tiêu không hợp lý. Vì vậy, kinh tế tài chính của quý cô rơi vào tình trạng khó khăn. Cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho phù hợp để vượt qua giai đoạn bất ổn này. Bên cạnh đó, quý gia chủ cũng cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật được khắc lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật độ mạng che chở, giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, cung tài lộc được khai mở. Tình cảm, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Thìn 1988 tương đối xấu, bị ảnh hưởng bởi thiên khốc và giáp tú nên tình cảm của người tuổi Thìn rất sa sút. Gia đạo lẫn tình duyên đều u ám. Mặt gia đình, mối quan hệ giữa bạn cùng với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách, mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Chuyện tình cảm của quý cô cũng không được ổn lắm, tuy nhiên nhờ vào có sự chia sẻ và cảm thông của đối phương mà mối quan hệ tình cảm được tốt đẹp, gia đạo vẫn được ấm êm, hạnh phúc và vui vẻ. Đặc biệt trong năm nay, gia đình có tin vui, có thể sẽ có thêm thành viên mới. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Nữ Mậu Thìn có vận trình sức khỏe tương đối ì ạch. Hung tinh địa tang là nguyên nhân chính khiến cho sức khỏe của nữ Mậu Thìn không được tốt cho lắm, thường xuyên có dấu hiệu ốm đau. Không những vậy, dưới sự tấn công của các sao hung tinh, sự an toàn cá nhân của bạn trong năm nay cũng đáng lo ngại hơn. Nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc tai nạn thương tích. Vì vậy, thầy Gia Cát khuyến cáo Mậu Thìn phải tăng cường đề phòng cảnh giác trong năm Nhâm Dần, bảo đảm an toàn, bảo vệ cho bản thân mình, đồng thời nên nghỉ ngơi chú ý sức khỏe nhiều hơn. Cùng với đó, để tăng cường sức khỏe và gia đạo cũng như tài vận của năm, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải thị phi, giúp hóa giải xung sát tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường tài lộc và sức khỏe cho gia chủ tuổi Mậu Thìn. Hung cát. Hung tinh năm 2022 của nữ Mậu Thìn gồm có giác tú, thiên khốc, địa tang. Những sao này khiến cho tình cảm, vận mạng và sức khỏe của quý bạn sa sút. Không những vậy, vận trình tài lộc của những người này năm nay tương đối bằng phẳng, khó phát tài phát lộc, làm thì nhiều mà không thấy tiền dư. Cát tinh của Mậu Thìn nữ mệnh năm 2022 là thiên đức, nhưng vì ham muốn phấn đấu không có, cho nên đôi khi có thể mắc sai lầm trong sự nghiệp, phát triển khá chậm chạp. Chăm chỉ chính là chìa khóa phá vỡ sự can thiệp của các sao xấu và đảo ngược sự đen đuổi của chúng. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 nữ mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, tháng riêng âm lịch, lòng háo hức đón Tết Nguyên đán. Hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao trong tháng này. Bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên thưởng đầu năm cũng rủng rỉnh. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Con giáp 34 tuổi có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh giáp tú, tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ. Bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của giáp tú cũng sẽ mang đến cho người tuổi Rồng rất nhiều phiền phức xui xẻo, khiến cho bạn dễ va vào pháp luật kiện tụng. Vì vậy, khuyến cáo Mậu Thìn nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh trong tháng này, đừng để nó phá hoại vòng tròn xã hội của mình. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Tài lộc của Mậu Thìn trong tháng 3 ở mức trung bình. Nhìn chung, thu nhập của bạn trong tháng này không được tốt lắm. Mặc dù xét về mặt tài lộc thì tương đối ổn định, nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư kém đi. Tháng 4, đánh giá 3 sao.
con giáp 34 tuổi có thể gặp chuyện buồn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, cộng với sự can thiệp của sao dữ, một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc là tin xấu xung quanh mình trong tháng này. Kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Tháng 4, trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu. Tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Tuổi Thìn nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này. Đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu cho bản thân cũng như là năng lượng tiêu cực quá lớn. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Vận trình tình duyên trong tháng này tương đối ì ạch. Chịu ảnh hưởng bởi thiên khốc nên thời gian này bạn rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân. Dù có nhân duyên tốt nhưng bạn cũng chưa nắm bắt kịp thời. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bạn hơn, hai bạn dễ xảy ra tranh cãi. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tháng 6, hung tinh địa tang tìm tới Mậu Thìn, thể chất không tốt, bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Thìn gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm trong tháng này, chẳng hạn như tai nạn xe cộ, hỏa hoạn. Vì vậy mà Thìn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác hơn trong mọi việc, đừng nản lòng. Tháng 7, đánh giá 5 sao. Vận trình sự nghiệp của nữ Mậu Thìn có phần khởi sắc trong tháng 7. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm của bạn sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ là sự nhiệt tình trong công việc của bạn không cao lắm, không nắm bắt được cơ hội thì chỉ là sự phát triển tầm thường mà thôi. Vì vậy, người tuổi Thìn nên tâm niệm ngay trong tháng này phải làm việc thật chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc. Có như vậy mới bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Vận trình tình duyên rất tốt. Đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử xem. Nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này nhé. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu lại được rất nhiều lợi nhuận. Tháng 8 là tháng của sự ổn định và bình yên. Tháng 9, đánh giá 2 sao. Tháng 8 may mắn bao nhiêu thì tháng 9 lại tồi tệ bấy nhiêu. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, Thìn trở nên lạnh lùng và sống tách biệt với xã hội, đặc biệt là trong gia đình. Bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái. Điều này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên rất căng thẳng. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Vận trình công việc của tuổi Giáp Thìn 1988 trong tháng này có chút bận rộn. Trong tháng này, những người tuổi Rồng cần phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và rất nặng. Ai làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách trong cơ quan, đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn. Bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá nhiều, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của nữ Mậu Thìn có nhiều thay đổi tích cực trong tháng này. Bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh, tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Tháng 11, bạn rất năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Tài lộc của nữ tuổi Thìn trong tháng này tương đối dễ dàng, mặc dù tháng này là tháng cuối năm. Theo logic mà nói thì tương đối bận rộn, nhưng tình hình có vẻ tương đối suôn sẻ, nhàn hạ cho bạn và cuộc sống cũng không có gì cần phải lo lắng quá nhiều. Vâng thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta phải biết nắm lấy cái vận hạn của mình và từ đó áp dụng những cái cách hóa giải mà phong thủy Gia Cát vừa mới chỉ cho quý vị. Còn ngay sau đây thì Diễm Quỳnh đành phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi bản tin về tử vi của chúng tôi trong năm mới năm 2022 của người sinh năm 1988. Chúng tôi chúc quý vị luôn gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin được mến chào.